ក្រឡេកមើលសម្រាប់កំឡោះសង្ហាសុភ័ក្រហើយនឹងបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកសតតែស្រស់ស្អាតទាំងអស់ដោយដែលប្រិមត្តជាងបានស្គាល់រីមកហើយថាកំឡោះសង្ហាសុភ័ក្រឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាកើកើសុភ័ក្រគឺជានិស្សិតជំនាញចិត្តចិនម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយគេក៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ព្រោះតែសុភ័ក្រមានរូបសម្បត្តិសង
thống cầm loa rước sông Hà bạn vừa đầm na từ lên nơi ai prate cầm nát bình hãy bạn đào lên chụp chung cru xa mật phe thon ở rước bằng hang pi chụp vật rốt nơi nơi ai prate chân giang miệng đầy sọc sự phe của bạn bằng hang rước thon pi sừng lặc bằng hoa nơi lửa mình đang sừng cùng Facebook toa rồi bỏ lộ đại thừa ai fan fan nơi sọc mai chỉ chán khơi hai nằm khnì chiu comment xót xa group group khnì tại mặt đường nên khi nông nô phong đáy, sốc phẹo bàn bằng hang, phép sạch sạch cho mùi bóng phá ôn bằng ca từng phì rồi bỏ kê, đòi mình nẹ cư chỉ bóng sấy, nâng mình nẹ tiết cư chỉ bóng phá ôn bằng ca rồi bỏ còn. Hãy ở vây đẹp phụ áo, chả cực khní, mình ca chập ả rộng khăn nốt, cứ tha xâm rõ bóng phá ôn, rồi bỏ phụ kê từng phì nẹ ni, cứ mình tùm rộng một mọt sạch 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 sẵn hát, mình chăng sốc phẹo bằng màn nụ lời. Đối chân này hơi, nè khá là tiết cậu bạn trẻ comment chỉ biết lên sai thà sớt sát tên tà cầu tài mặt đồng. Và đồng minh chị bình to đã chấm nồng chân thà chi chi nâng đường sở rì mà cả bị đậm mũi chân nằm môn sạ mây cho sạ bào. Xâm rõ mà nè mơ hơi cứ bất chít vừa ơi mình ở rộng play tài mặt đồng. Bởi mật chí chán kỳ bán chí rịp hai thà đà ra sầm đáng đang nâng chìa bị thịt gà rà nê kỳ nhà chí chì. Nâng kỳ nhà đường sờ rì mè phụ kê tăng phí nè chì mật lò nâng khní nâng bán bà lô khăn nông vị xây xà lập bác. Chì dù chân năm nạ mọc hai bồ kỳ chọc bì ẩm lông chân em bì bòn đọc rằm buôn bì bòn đọc mọc mà lè. Bên tay mà tôi nâng sắp ngay nê đà ra sầy tăng phí nê nơi tà mình chú mua bò sầm lên khăn nông ca nghe xà lập bác chân đò đà phong đài. Đại lạc bà cửa lệ mơ bị ca vị vọt rụt xùm rõ nên ca lấy sai tộc tại anh khuôn rồi bỏ đà ra sợi từng phí nẹ nế vĩnh. Sắp ngay bụi kê nơi tầm miền phiếp lịch thô nâng cánh tại sở xã làng. Bị mùi thương ngay tầm mùi thương ngay của ai chập ả rầm. Vẫn tay bà nghĩa mà chập ả rầm rụt phiếp chá chá rồi bỏ chí chi nâng đuông dù rì ma đại bụi kê tập tại bàn bằng hóa ca bì bê thamay nế vĩnh. Dân khơn tha ca bì chiêng đậm mùi chân nam mùn. Một mòn nâng ca lên khuôn rồi bỏ nệ tầng phi có sát mình nói đá. Đại ca nơi ở trầm non nút. Bên nị dung lên sư tăng khuôn bài phụ chút một sọ bóng bóng. Mơ tư phần phânêc sát mùi bài mà nệ bà bệnh thiếp tên nâng phê lại lời nị. Bọn ta dàng nà mênh tâm để trẻ rụp hiếp tầng nốt đáy bè đầy phên phên. Nâng nệ nị dung lên mạng đang sừng cung thì trẻ ơn bàn mơ khơi hai cơ nông khní bồ sọ xá. Nâng khá tiết comment bài bằng áp cho lên sơ chìa hộ hai phòng đài. Chà, chắc đôi về đại lục nệm bán khơi nên nông rụp hiệp đi hơi. Chà, style sọ rồi bỏ nệm tăng phi. Chà, một sọ bóng bóng. Chà, chàn toán cả đôi chìa. Chà, sọ mộc nâng cứ đã sọ xe hay đuông sô rì mè vinh cứ gọt ở chứ cơ. Chà, chà, một sọ nế. Chà, chà, bò mình thèm. Chà, hay mơ tới cứ nơi với khmên. Chà, tăng phi nệm tay mà đón. Bên tại ở lần này đáy cứ tha vị vọt. Chà, chàn chà nèo mèo. Chà, rụp riêng. Bài bùa cha kể lệnh mà mở chi chi ở nè vinh cư rụng đến sở lôn cha bố sát đường sổ rì mẹ nâng con mình nói phong đá cha chung mùi nâng ca lên khuôn bạp đi tầy cha chân vây canh tạch chân xâm rõ có cha canh tạch sở sát bài bùa tạch tạm phê về lìa nụ đá bằng tay phiếp cha nâng cư ọt tê cha mở tới kinh tạch mây sát đó đá cha.